Và chào mừng đã trở lại với Ori trên kênh Infinity Gaming. Ở tập trước thì mình đã tìm được ký ức của khu rừng, và trong tập này thì mình sẽ tiếp tục đi tìm mấy cái mảnh linh hồn còn lại. Ở chỗ này thì nó có con mắt của khu rừng, và ở trên này thì kiếp xà thế. Trái tim của khu rừng, xà giấc man. Mình nghĩ mình sẽ đi tìm cái ở chỗ này trước. Cơ mà cái chỗ này thì vào bằng đường nào nhỉ? Đây đây đây. Vào từ chỗ này, ok. Cơ mà trước tiên ấy thì mình sẽ muốn đi sang phía bên này. Mình quay trở lại chỗ của con Moki trước đấy, đã nhờ mình đưa cái tấm bùa của nó cho, không phải cho mà đưa quay trở lại nơi ở ban đầu của con cóc Clock ấy. Mình nghĩ rằng bây giờ mình đã hoàn thành công việc nó giao cho rồi thì nó sẽ thưởng cho mình một cái gì đấy. Chắc là thế. Hy vọng là thế. Ok. Nó ở chỗ này phải không nhỉ? Yep. Nó ở chỗ này. Cơ mà bây giờ lại không thấy nó đâu hết. Không lẽ nó kiểu ăn quỷ à? Yep, nó mất tích rồi. Hoàn toàn không thấy nó ở chỗ nào hết. Thế thì thôi, đằng nào ở đây nó cũng có một vài chỗ mình chưa từng đi đến. Ví dụ như ở chỗ ngay trên đầu mình này. Tối mù tối mịt. Lấy cái quạt ra. Vẩy cái gót em biết. Vẩy cái. Hả? Vẩy hơi xa. Nope. Nó chạm vào gai. Cái chỗ này nhảy cực kỳ khó đấy. Mình cần phải chạm vào quả bóng trước khi nó chạm vào gai. Như thế này này. À không, chả cần. Xin Golek O. Ow. Mình quên mất nó sẽ nổ. Ở dưới này thì nó sẽ có một cục tiền. Và ở chỗ này mình chưa từng đi xuống trước đây. Chỗ này nếu mình nhớ không nhầm ấy thì nó sẽ có một đống cát ở chỗ đây. Còn đây thì không nhớ rõ lắm. Sang lấy tiền trước. Quên mất. Ok. Vậy cũng được. Nốp nhầm. Toàn quên cái này thôi. Mình không hiểu tại sao ấy, là cứ mỗi lần mình thoát game ra vào lại thì mấy kỹ năng của mình nó kiểu lộn xộn hết cả lên. Khá là khó chịu. Cái này không xuống được. Và kìa kìa, thấy rồi. Xin. Trên chỗ này thì nó có một cục Life Cell Fragment ở đây. Và một cục, à nhầm, Life Cell Fragment ở đây và Energy Fragment ở chỗ này. Cái chỗ này thì theo như mình nhớ thì nó có một cánh cửa ở đây. Và chỗ này thì mình không thể lên được do nó không có nước. Cái khu này mình vẫn chưa biết phải giải quyết kiểu gì hết. Cơ mà ok, bây giờ thì đi ra chỗ này, cái teleport gần nhất ở đây. Trên đầu mình thì nó có một cục Light Cell Fragment chỗ này. Và lấy được nó thì ok, mình nhớ ra chỗ này rồi. Một đống cát ở đây, hiện tại mình chưa có kỹ năng đào cát. Đa có bạn ấy thì bạn ấy bảo rằng kỹ năng đào cát đó mình có thể lấy được ở chỗ, có vẻ là chỗ này. Cái chữ cát, chữ sand thì nó ở ngay trong tên bản đồ chỗ này luôn. Cơ mà hiện tại mình không đến chỗ đó, nó xa rất cả man, mình sẽ đến đây trước. Ok, đi ra đây, dập chỗ này, nó có một cục Energy Fragment ngay kia. Pop. Ok.
chỗ nào nhờ? Ok, cái này trước đây mình đã từng phá nó rồi, thế thì thôi. Nhảy sang bên này mình sẽ... Đây. Xin. Game nó vừa mới giật cái sao nhỉ, đúng không? Trước đây thì khi mình vẫn chưa có được cái kỹ năng mà ở tập trước mình đã từng lấy. À khoan, nhắc đến kỹ năng mình nhớ. God damn it. Là ở tập trước ấy thì mình đã trồng một cái cây kỹ năng ở nhà mình cơ mà mình vẫn quên mất chưa lấy. Đấu mẹ óc. Nhắc đến kỹ năng mình nhớ ra. Vừa xong thì mình tính nói rằng trước đây lúc mình vẫn chưa lấy được cái kỹ năng nó giúp mình gây thêm 25% sát thương mình lấy ở tập trước ấy. Thì sau khi vỗ cái con cóc kia hai cái mình cần phải đánh thương thêm cái nữa thì nó mới chết. Bây giờ thì mình chỉ cần vỗ hai nhát thôi là nó chết luôn. Cái kia đang ở đây. Và kia là có phải nó là cái con khỉ nó đã nhờ mình mang hạt giống về cho con chuột phải không ấy nhỉ? Ascendolite. Ok, các đòn tấn công của bạn bây giờ sẽ gây thêm 25% sát thương. Khá là ngon. 50% ấy, tổng cộng cả hai cái cây. Ok, con khỉ này thì nó bảo rằng giống loài của mình đã rời khỏi nơi này, cơ mà mình đã quay trở lại. Và cái cây nhằm cái hạt giống cuối cùng của nó ấy, có lẽ sẽ trở thành một cái cây đầu tiên. Ok, không quan trọng cho lắm. Đây là nhà của con Moki, trước đây thì nó đã... Tiền. Xin. Đằng nào bây giờ nó cũng hẹo rồi, nó cũng không cần nữa thì thôi tôi lấy. Giờ thì quay trở lại cái chỗ này nào. Khiếp. Cảm ơn. Tầm này chạy nhanh rồi chứ không nên dây dưa vào lúc này nhiều. Mất hơi nhiều thời gian chỗ này rồi. Ow, gai. Không để ý. Chỗ này. Ok, cái nơi này thì trước đây mình đã từng đi qua rồi cơ mà lúc đấy nó không có cái đoạn cutscene này. Khi mà bóng tối tràn đến, con mắt mình cứ tưởng là nó sẽ đợi cho mình đọc xong cơ. Ok, cái lũ Moki này thì bọn nó vừa bảo rằng khi mà bóng tối ập đến thì lũ Moki chúng nó đã đi tìm mấy con quýt này kìa. Cơ mà khi nó tìm đến chỗ này thì cánh cổng nó vừa mở ấy, nó đã đóng và bóng tối khiến cho bọn nó không thể đi vào trong được. Cơ mà mình có thể vào được nếu như ánh sáng của mình nó đủ rực rỡ. Cơ mà trước khi xuống đấy thì ở lên trên này nó có một cục tiền. Mình không thể nhảy lên được. Để xem nào. Chắc hẳn sẽ cần phải có một cách nào đấy nó giúp mình đi lên trên đó. Để sau đi. Trên chỗ này thì đây chính là quest line của con Locke nó giao cho mình đó đi tìm tất cả mấy cái mảnh linh hồn còn lại. Có để biết cái. Nhiều gai thế chứ nữa. Trượt. Ow. Chỗ nào cũng có gai. Trượt cả hai viên ạ. Cái con này nó kiểu đung đa đung đưa, nó khá là khó bắn. Ngắm vào chỗ này, ok. Một phát chết luôn. Bên kia nó có một cục tiền.
cục tiền khá là to. Xin 100 tiền cũng không to cho lắm. Ow. Ok. Lại là con này nữa. Phát đấy hao tôi trượt rồi nhở. Mình khá là xui là cái viên đạn này của mình nó vừa bắn xuyên con người nó. Đi xuyên con người con kia. Khá là chắc luôn đấy. Như này, ok. Ở trên chỗ kia thì nó là một cái gì đấy mình... À đây, nó là cái này. Nó... không phải là cái thứ mình vừa mới nghĩ đến. Mình cứ tưởng mình có thể móc thẳng dây lên trên đấy cơ mà hóa ra là không. Để xem nào. Mình móc dây lên trên đấy thì nó sẽ tạo xuống một cái cây như vậy và... nhờ cái này thì mình có thể... nhảy sang đây, yep. Xin. Cái chỗ này thì để làm gì? Ok, để nhảy lên trên kia. Xin. Go like all. Đây chính là nơi mà con mắt của khu rừng đã rơi vào trong bóng tối. Khu rừng này trước đây đã luôn luôn gọi là bao phủ trong bóng tối cơ mà giờ đi cây còn khiến cho nó trở nên tối tăm hơn và nguy hiểm hơn. Bên phía chỗ kia nó có một cái gì đấy, mình không chắc là mình nên đánh cận chiến nó. Nó kiểu một con... cái con đấy mình vẫn chưa biết là nó sẽ giúp mình hay là nó sẽ làm gì mình. Cái con kia nó vừa mới bay vào trong này. Dạ, yeah, ok, hiểu rồi. Đây, như thế này. Mình sẽ cần cái con đấy. Nó sẽ bay vào trong cái chỗ tối tối kìa. Và nó sẽ dẫn đường cho mình. Nó giúp mình không bị nuốt chửng bởi Abyss. Mình gọi là Abyss bởi vì trông nó chả các gì so với Abyss ở bên Dark Souls hết. Giống hoàn toàn luôn ấy. Đấy. Ở phía sau mình nó có một con gì đấy. Một viên keystone ở đây này. Cái lúc này bọn nó là kiểu đom đóm. Đom đóm thì... ok. Bây giờ thì mình đang rất là cần gặp lại cái thằng bán bản đồ. Thanh niên Lupo. Cơ mà mình vẫn chưa biết nó ở đâu hết. Và con này thì nó không làm được gì hết ngoại trừ việc nó dẫn mình ra ngoài. Ở phía bên trong đấy thì vẫn có thêm đường ở đây nữa cơ mà. Vào lại lần nữa xem nào. Hình như là cái con kia nó vừa bị mất khi mình rời khỏi... À, khi nó rời khỏi màn hình của mình hay sao ấy. Mình mới bảo hình như rằng hay là hình như lằng ấy nhỉ. Lúc này hồi sinh rồi. Biến ngay. Ở dưới đây nó có nước. Nước khá là sạch. Xem mà có vẻ như... Đây. Chính là chỗ này cơ mà. Hiện tại thì... Yep.
cái cánh cửa này nó chỉ có thể mở từ phía bên kia, thế thì thôi. Như thế này có thể biết. Hơi chậm. Mình cần hai cái keystone. Thế thì một cái nữa chắc hẳn nó sẽ ở dưới này. Nope, ok. Cái chỗ này thì có vẻ mình cần phải di chuyển thật là nhanh. Nếu không thì mình sẽ bị Abyss nuốt chửng. Như thế này này, nope, 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 nope. Ok, cảm ơn. Xem nào. Cái mấy cái này thì nó cũng sẽ có khả năng soi sáng cho mình. Nope, ôi dồi. Ow. Không chỉ mấy cái đèn mà cả lúc này bọn nó cũng có thể soi sáng cho mình luôn. Ok, vậy mình nên giữ cho bọn nó sống. Keystone ở đây. Bây giờ thì con này nó sẽ giúp mình đi ra ngoài. No, tôi sai rồi. Ha. Trượt chân. Ow. Gai, 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 gai. Cảm ơn. Xin. Ok, và đã đi ra phía bên ngoài. Bây giờ thì quay trở lại chỗ cánh cửa và... khá là ngon. Ở trong kia nó có một con gì đấy mình chưa từng trông thấy trước đây. À không, thực ra là trông thấy rồi. Đánh nhau với nó suốt rồi cơ. Trẻ đợt này thì nó kiểu nó đứng tạo dáng trông hơi lạ. Trượt. Như này thì how to trượt, ok. Phía bên này nó cũng có Abyss, mình không thể vào trong này được, tạm thời là chưa. Con kia nó tự động đâm đầu vào gai nó chết. Xuống dưới, cảm ơn. Ow, mình quên mất là lúc này bọn nó sẽ phóng vào đầu mình. Đối với cái đám này thì sẽ cần cái đằng này nó dọn. Ok. Nope, tôi không ném vào đấy. Tôi ném lên trên. Ok, khổ. Chưa chết. Cái nơi này trông có vẻ mình có thể dập được nó cơ mà. Nope. Sau này mình sẽ có một cách ở đấy, mình mở cánh cửa chỗ này ra và nó sẽ có đường đi xuống phía dưới. Ow. Mình cứ tưởng nó là một con này, mình có thể bám vào người nó, cơ mà hóa ra là không. Đập nó. Mình vừa mới làm một cái gì đấy mình cũng không rõ cho lắm. Chắc hẳn cái điều mình vừa làm ấy thì nó sẽ liên quan gì đấy đến cái con nhện ở dưới kia.
cơ mà. À đây đây đây, hiểu 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 hiểu. Mình phá mấy cục kia ấy thì khi đấy ánh sáng nó có thể chiếu được xuống dưới này và mình có thể đứng an toàn. Không bị ám hết nút chừng nữa. Chưa cơ mà. Đứng im đấy, khiếp, nó lại đu lên. Ok, khổ. Bên này nó có ánh sáng. Thank you. Lại thêm đám kia nữa. Pèo. Ow. Trượt. Ow. Như này đi. Đạn của con này nó không thể làm gì được cái ổ kia. Ow. May để ý kịp. Ok. Hơi tốn máu chỗ này tiệm. Cái chỗ này thì có lẽ sau này mình mới đi được, còn bây giờ thì không. Có lẽ là thế thôi. Còn cái chỗ này thì mình cũng không chắc lắm mà mình cần phải đi đâu. Kiểu như đi xuống dưới này. Nope, không phải, sai rồi. Và lại đánh lại chỗ này à? Đi xem nào. Đây 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 đây. Đi sang chỗ này. Nhảy lên đây. Bên này này. Ok, đi lên đây. Save game khá là ngon. Cơ mà mình vẫn đang rất là cần thằng Lupo, thằng bá bản đồ. Ở trong mấy cái map thông thường ấy thì mình đã bỏ lỡ rất là nhiều thứ rồi, mà trong cái map này nó tối om, tối mù, tối mịt này thì mình bỏ còn nhiều hơn ấy. Đây một đống thế này này. Một Light Cell Fragment. Hai Light Cell, hai Energy và một viên ngọc. Khá là nhiều. Cơ mà cái tầm này mình xuống đó chỉ có chết thôi. Con này thì nó sẽ dẫn mình đi đâu đấy. Xin. Ảo gai. Đây này. Mình cần thêm hai cái keystone nữa. Biến ngay. Một cái ở đây. Nốt máy bay đâu đấy? Có thể biết. Hai cái ở đây. Giờ thì ok, quay trở lại chỗ cánh cửa. Phía bên trong kia nó có một cái xanh xanh này, nó là cái gì? Đi theo sis hạt giống. Ở phía bên trong đó nó có một hạt giống cơ mà hiện tại mình không thể lấy được. Mình ít ra mình cần phải làm một cái nào đấy nó giúp cho mình an toàn ở trong cái khu vực này đã, rồi khi đó tính sau. Kiểu nhà sau này thì mình sẽ làm một cách nào đấy kiểu đốt cháy chỗ này và nó sẽ sáng lên chẳng hạn.
Kiểu kiểu thế. Nốt tôi xong rồi. May quá. Ow. Đây là một cái gì đấy, ok, nó là cái này. Ánh sáng nơi cuối con đường này. Một cái shrine ở đây, một cái shrine chạy đua. Một viên collect all ở chỗ này, và ở ngay phía trên này nó chính là Light Cell Fragment, nope. Làm thế nào để lấy được cái cục Light Cell ở trên đấy? Ok, hiểu, đã thấy. Thì sao nhảy sang chỗ này có phải không nữa? Ow, ha, chơi kiểu hơi liều. Ok, thì vẫn kế hoạch cũ. Sau này tính sau, còn bây giờ thì cứ vượt map đi đã. Ow. Phía trên này thì nó có một cái gì đấy. Cơ mà tầm này lên trên đấy là chết. Thế thì thôi. Ở tập trước thì từ cái questline hand to hand này, thì cái con Monkey kia nó đưa cho mình một cái đèn. Mình không biết cái đèn đấy nó có liên quan gì đến khu dưới này không nhỉ. Mình khá là chắc là có. Chắc chắn là có. Pew. Trượt. Pew. Ok. Một phát chưa chết. Giờ thì chết rồi. Phía bên ngoài này nó sáng sủa đẹp đẽ như này, có phải ai cũng thích không? Cơ mà cái việc mình hủy tổ con kia có vẻ nó hơi sai. Mình sẽ cần nó để đi lên trên chỗ cao cao kia. Trên đấy thì nó có cái gì đấy mình vẫn chưa rõ. Dắt, khá là sai. Không phá được. Xem nào, ở đây thì nó có một con đom đóm và đây hình như chính là cái chỗ mình vừa bảo mình không lên được hay sao nhỉ? Hình như là thế. Đom đóm nó đi ngược lại, nó đi vào trong này. Ow, đầu đom đóm. Một cây kỹ năng mới. Cái kỹ năng này thì chắc chắn nó sẽ giúp mình sống sót ở dưới này. Đảm bảo là thế. Flash. Ok, bạn đã nhận được một kỹ năng mới. Khi trang bị cái này thì mình có thể tạo ra một aura of light, một luồng sáng. Và nó sẽ gây sát thương lên kẻ địch và drain energy. Cái luồng sáng này thì nó có vẻ như nó sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian. Nó sẽ liên tục hút năng lượng của mình và nó sẽ... Trong khoảng thời gian tồn tại ấy, thì nó cũng sẽ liên tục gây đam lên đối phương. Vừa có lợi vừa có hại. Cơ mà khá là may là energy nó hút nó không quá nhiều. Boom. Chỗ này chắc chắn nó có một cái gì đấy kiểu như đống tiền này. Cảm ơn. Mình cần cái cục này nó hồi lại cái. Mặc dù hết mỗi một vạch cơ mà mình vẫn cần nó hồi. Có hồi không?
Có vẻ là không. Ok, bây giờ thì với kỹ năng này mình có thể quay trở lại mấy chỗ kia và lấy toàn bộ cái đống Lycell Fragment xong rồi O rồi bla 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 các kiểu. Đầu tiên là một cục ngọc ở đây, một viên ngọc ở đây. Chỗ này phải không nhỉ? Nope, bên dưới nữa. Tốn khá là nhiều năng lượng đấy. Có vẻ như mỗi lần mình lấy xong một cái thì mình sẽ cần phải quay trở lại về điểm checkpoint. Mình hồi mana, hồi máu các kiểu rồi mình mới đến lấy cái tiếp theo được. Xin. À quan vừa xong mình vừa lấy được cái gì nhỉ? Quên mất không xem. Hình như là cái này. Bounty, nope, cái bounty này mình lấy được ở tập trước. Có phải cái này không? Không phải. Đây à? Nhầm. Đây à? Không phải, cái này trước đây mới từng có rồi. Vừa xong mình vừa lấy được cái nào nhỉ? À khoan, hình như đúng là cái này sao ấy. Spirit Surge, ok, cái đòn, cái chiêu Spirit Line, tức là chiêu ném lửa của mình ấy, thì nó sẽ gây thêm sát thương. Cap at 3000 Spirit Line, tức là sao? Tức là mình càng nhiều tiền thì nó sẽ gây càng nhiều đam à? Có vẻ thế. Không hẳn càng nhiều tiền mình gây càng nhiều đam mà là khi tiền của mình nó đạt mốc 3000 ấy thì nó sẽ gây thêm sát thương. Cũng không rõ lắm. Lên trên này lấy nốt mấy cục kia nữa cơ mà mặc dù đường đi nó hơi xa mình không biết mình có thể ok như này nhanh hơn à quan cũng không nhanh hơn cho lắm energy xin giờ thì đã hiểu lý do tại sao mà game nó để mấy cục energy ở đây Yep, ok, lên luôn. Nhầm chỗ. Xin. Bây giờ thì một cục Energy Fragment ở phía bên này nữa. Cái chỗ này thì có vẻ mình sẽ không cần thiết lắm sử dụng cái kỹ năng tỏa sáng của mình. Mình không nghĩ mình sẽ cần. Cơ mà tôi kệ. Ok. Ở trong này này. Một con Moki ở đây. Một đống lửa ở đây. Xin chào tinh linh. Ồ, đó có phải là một cái đèn không? Ok, đây chính là đường nó sẽ cần cái đèn của mình. Tôi có thể sử dụng nó để gọi là bẫy lũ đom đóm và tôi có thể quay trở về nhà. Đây, cậu có thể nhận được thứ này. Getting it was very tricky. Để lấy được nó thì cần phải làm gọi là... Để có thể lấy được cái thứ mà nó sắp sửa cho mình ấy thì... Cần phải làm tương đối nhiều thứ đấy bởi vì nó rất là dính. Sinh nó cho mình một cuộn tơ. Ok, một quest item. Quest update, quest line vẫn chưa xong. Bây giờ thì mình sẽ cần một đứa ở đây nó cần cái đống string này. Ok, string thì đây, tôi nhớ ra rồi. Cái con Moki ở chỗ này nó cần string để câu cá. Con đom đóm ở đây thì nó sẽ giúp mình đi ra phía bên ngoài. Không cần lắm. Nước chỗ này mình không chắc là mình có thể xuống được. Ok, vẫn xuống bình thường, không sao hết. Một hit chết luôn. Không chết.
Hay phết đấy. Mình quên mất luôn cái khả năng gây sát thương của cái luồng sáng này của mình. Goddammit. Biến ngay. Ow, gai. Ow, gai. Xin. Cái Golic O ở đây nữa, tại sao hôm nay mình kiểu... Thế sao hôm nay mình bỏ qua nó được nhỉ? Khá là lạ. Chết luôn. Ow, gai. Xin. Cắt nâng gần này thì nó sẽ làm một cái gì đấy. Cơ mà hôi máu cái đã. Mở cửa chỗ này ra và cửa ở đây thì nó sẽ dẫn đi đâu đấy. Mình không nhận ra cái chỗ ở phía bên trên. Đó là một chỗ mình chưa từng đi đến, ok. Đốt mình vẫn sẽ cần cái đằng này, mình cứ tưởng mình không cần nữa rồi cơ. Cơ mà trên này thì không cần nữa. Đây là cái cánh cửa hồi nãy mình không thể mở được này. Cái quay trở lại đây và cái chỗ này nếu mình nhớ không nhầm thì đây là một cái Battle Shrine. Yep, Combat Shrine, không phải Battle Shrine. Khi kích hoạt cái này thì nó sẽ tự động hồi lại máu và... energy cho mình luôn. Khá là tiện. Nốt bấm nhầm. Đây cơ. Và đây nữa. Không chết kìa. Thank you. Bắn 3 tia này. Nhổ này, ơ kìa. Vì một lý do là đấy mình ăn đam của con kia cơ mà, ok. Như này, nope, vẫn ăn đam, somehow. Có vẻ như cái cục đạn đấy nó chạm vào đất trước khi nó kịp phản lại. Như này này và như này nữa, trượt. Lượng sát thương của mình bây giờ to đến nỗi mình không cần phải cố gắng phản lại đạn để làm gì, mình lao vào mình chém thương cái nó chết luôn ạ. Úi giời ơi, kiếp đạn con này kinh quá. Như này đi. Nope. Ow. Ok, vẫn xong, không sao cả. Xin. Thành tích ra một khóa Fully Store 80/100 và Shrine Bright cũng 80/100. Thêm một ô ngọc nữa thì bây giờ mình không biết mình sẽ trang bị cái gì. Bastilda mình không cần lắm. Có lẽ mình sẽ sử dụng cái này. Hoặc là cái này. Cái bounty này thì nó sẽ... kẻ địch sẽ gây thêm 70% sát thương và trâu hơn 70%. Cơ mà rơi ra gấp đôi tiền, không quá ngon. Thực sự luôn ấy. Thế thì có lẽ mình sẽ sử dụng cái Light Harvest. Ok, bây giờ thì đi ra ngoài. Bên chỗ này nó có một cục kia, sang lấy luôn. Golic O.
Ow. Ow. Mình không hiểu tại sao mình làm thế. Cơ mà mình không muốn đi xuống dưới, mình cần phải đi lên trên. Nốp nhầm. Đây. Ok. Thank you. Xin. Giờ thì một cục light cell fragment trên này nữa và thế là xong. Energy này. Bên trong chỗ này nó là một cái gì đấy mình chưa từng vào, nốt nó không có cái gì hết. Light cell fragment ở trên kia cơ mà, mình cần một cách nào đấy để có thể lên được trên đó. Như thế này chẳng hạn. Xin. Trên này nó có một cục tiền và đây là một khu mình chưa từng đi đến. Ào gai. Lắp cái này vào đây và lắp cái này vào đây. Quá đẹp mệt. Mình không thể nhảy được bằng mấy cục nhỏ nhỏ kia, mình bắt buộc là phải nhảy xuống dưới này. Nope. Khoan, bên này nó không có gì hết. Bỏ qua cục tiền rồi. Kìa. Trông thấy tiền rồi cơ mà vấn đề là lấy nó kiểu gì? Ôi, phản lại đạn như này có vẻ nó tiện hơn, ok. Cái con đường chỗ này và cả đây nữa thì có vẻ nó sẽ thông thẳng sang phía bên chỗ này. Xin. Mysterious Seed, hạt giống bí ẩn. Hạt giống đấy thì mang về cho con chuột chũi ở nhà. Và bây giờ mình đi vào trong kia lấy nốt cục tiền cả. Rồi khi đấy tele về sau. Mình không biết mình có thể xuống bằng đường này không. Có vẻ là không. Hả. Ao gai. Thành tích mới Lost and Found 60/100. Ok, giờ thì tê lấy thẳng về chỗ này. À mà ở phía xa xa kia nó vẫn có thêm một cục energy fragment nữa kìa. Không biết có nên chạy ra lấy luôn không hay là làm questline luôn. Chỗ này này, mình có thể nhảy xuống dưới đấy từ một trong hai nơi đây. Bây giờ thì mình đã có được cái kỹ năng phát sáng kia rồi và đường xa dã man. Thế thôi sau này lấy sau. Bây giờ thì đi tiếp. Mình cần. Sao mình vừa phát sáng cái gì đấy? Không biết mình vừa kiểu làm gì ấy mà kiểu nó sáng chói lóa lên. Đường chỗ này nó không thể lên được, tức là mình bắt buộc phải đi từ chỗ này, god damn it. Hơ, mất công tên lê về. Bây giờ lại phải chạy bộ sang. Khổ. Bom. Ao gai.
chỗ này mình không thể ra bằng đường này, mình cần phải đi đường kia. Áo gai. Đây, ra ngoài bằng đường ở chỗ này và ở phía trên kia nó có một con đom đóm. Kệ xác nó. Úi giời, mình quên mất. Khi mình hồi máu bằng cái kia ấy, thì nó cũng sẽ tự động ngắt toàn bộ kỹ năng của mình luôn. Mãi bây giờ mới biết. Ow. Bóp. Ok, đi xuống dưới chỗ này. Ở đây thì nó có một con đường ở đây. Chắc là nó sẽ thông thẳng xuống phía dưới. Cơ mà có lẽ nó cũng sẽ có thêm một cái gì đấy. Nó chả có cái gì hết. Thế thì thôi. Gai. Nhiều gai dã man. Nope. Nhầm. Ok. Lắp vào đây đi. Ào gai. Để lên đây, map trên này nó khá là sáng, mình không cần kỹ năng này nữa. Cơ mà chỗ này thì lại không sáng lắm. Ok, đây là một cái shortcut nó sẽ dẫn thẳng về cái điểm save game của mình. Cũng được, save luôn. Cái chỗ này hình như nó kiểu một cái hang nhện. Trước đây thì đã có một con monkey nó bảo rằng phía dưới nơi tối tăm ấy thì nó có nhện. Và mình khá là sợ nhện. Thực sự luôn ấy. Mình không nói đùa đâu, mình rất là sợ nhện. Sợ dã man. Và cái nơi này có phải mình cần phải bem nhau với nhện. Kì ở phía bên trong cái mạnh cái đống tơ nhện kia chắc chắn đó chính là một wisp, một mảnh linh hồn. Nó bị bắt bởi lũ nhện. Chưa gì đã có hai con nhện rồi. Ba con, bốn con, rất là nhiều con. Và một con to đùng to đoàn phía sau kìa kìa. To vãi thải. Tại sao trong game này cái quái gì nó to hơn mình ấy nhở? Kẻ lũ Moki kia bọn nó thuộc kiểu cỡ nhỏ mà bọn nó cũng to hơn mình đấy. Ok. Ok, con này mình không cần phải chạy bộ nữa mà mình phải đánh nó trực diện luôn. Đánh nhau thẳng tay với nó luôn và... Nope. Nó vừa làm cái gì đấy? Ow. Ow. Úi giời. Nó lao thẳng về chỗ mình ạ. Ok. Mình vượt qua phase 1 một cách kiểu khá là solo, mình thậm chí còn không rõ là mình vừa vượt qua phase 1. Nó vẫn chưa vượt qua phase 1. À nó thực ra là qua rồi cơ mà. Nó úi giời ơi, thế này nữa. Nhập kỹ năng. Nhện con. Ow. Nó cả xuống đất và nó... Mình cần kỹ năng tên này của mình và lắp thêm cả cái này vào nữa.
Đâu nhỉ? Đây, trong chỗ này thì mình không nghĩ rằng mình sẽ cần cái bám tường. Tháo ra cái riglet này thì chắc là sẽ cần. Cái này cũng sẽ cần. Cái này thì đôi khi nó sẽ thả ra một vài con nhện con. Khi đó mình sẽ giết nhện và hồi máu. Cũng cần. À không, cái này nó hồi mana nhầm. Cái hồi máu là cái này cơ. Còn đánh phản lại đạn ấy thì mình cũng không nghĩ mình sẽ cần trong trận này. Vậy nên gỡ ra lắp cái này vào. Và chắc là lắp thêm cả cái này nữa. Có lẽ là thế. Cất bắn gần quá, mình quên mất là cái này nó không chỉ... Nó còn giảm cái tầm bắn của mình nữa. Nó đang làm một cái gì đấy. Ok, nó hú nhẹ con. Nope. Ôi mày quá, mình vẫn tránh được. Cái pha vừa xong mình nói thật là mình không hiểu tại sao mình tránh được luôn ấy. Áo rồi mình quên mất nó có cái trò này nữa. Thế luôn là cái bắn nhiều tia này thì có lẽ mình sẽ tháo nó ra bởi vì nó không có tiện. Nó bắn 3 tia thật đấy cơ mà nó cũng giảm tầm bắn nữa thì cái khoản giảm tầm bắn này nó khá là bóp. Thực sự luôn. Thế nên thôi có lẽ mình sẽ tiếp tục sử dụng cái sticky này. Úi giời, mình quên mất là nó có cả đòn này nữa. Nó phun phun ấy. Nó đang làm một cái gì đấy. Oh, nó phá bản đồ. Ok. Nó phá map. Có phải như bây giờ mình sẽ cần phải chạy hay là làm gì đấy mà không rõ cần phải chạy đi đâu. Ok, chạy lên trên, thấy rồi thôi. Chạy lên đây, nope. Tôi xong rồi. Ôi mày qua nó đừng đợi mình. Tử tế hết thế này. Ok, phát này thì nó không đợi. Thank you. Cục này tôi thấy rồi nhá. Nó từ từ. Cái pháp vừa xong như đấy là lần đầu tiên mình chết. Ok, lần thứ hai mình chết trong các màn truy đuổi. Cái màn chạy của con này thì nó khá là khó bởi vì ý mình bằng kia nó khó hơn mấy màn chạy của mấy con kia khá là nhiều ấy. Đó là màn chạy của mấy con kia thì mình có thể chạy ở một nơi nó khá là rộng, còn riêng con này thì không. Nó hẹp dã man. Nó từ từ xong rồi. Ờ, trượt chân. Mình không biết là mình đang lắp cái bám dính tường chưa. Ok rồi. Chạy có vẻ khá là ngắn. Nó làm một cái gì đấy. Ok, nó từ nó làm cái trò này. Nó gọi những con. Ow. Ow. Úi giời, nó phun hai cục. Này thì phun, ok. Phun nhiều thế, này thì phun. Ok, mình không biết là nó có trúng được. Nó không. Nào, từ. Mình tóm, lũ nhẹ con. Chưa được. Ok. Thế này nữa. Nó hù bóng tối, nó tấn công mình. Tức là bây giờ thì mình không thể sử dụng được cái một trong hai kỹ năng của mình hiện mình đang dùng hiện tại. Một là cái cung này hay là cái não nhở. Hồi máu. Thế tạm thời bỏ hồi máu ra. Sáng. Nốt sáng không kịp ạ. What damn it. Đánh từ đầu. Ow.
Ây, vẫn dính. Đá nhầm thứ. Như này cơ. Như này cơ. Như này cơ. Ow. Ow. Mình muốn gọi là bắn một cái góc cao cao một chút để có thể trúng nó càng nhiều càng tốt. Bởi vì cái con nhện này có vẻ như ngay sau khi nó ăn phải một viên của chính nó xong ấy thì nó tự động ấy luôn. Nó sẽ tự động ngừng bắn luôn chứ nó không tiếp tục bắn nữa. Ok, phẩy 2, phẩy 2. Hồi máu. Lắp cái này vào. Không kịp luôn. Bóng tối của nó khá là ghê. Rất là mạnh. Mạnh hơn bóng tối thông thường rất là nhiều. Ok, thì bây giờ tốt nhất là tiết kiệm máu và tiết kiệm mana. Nó còn là sang phẩy 2 luôn đấy. Ok, tức là mình có thể sang thẳng phẩy 2 nếu như mình tập trung phản cái đòn ok mấy cục kia vào mồm nó. Như này. Như này. Cái con này thì nó không giống như con cóc. Cái con cóc kia thì ngay sau khi bị ăn một đòn phản của chính nó cái là nó tự động ấy luôn, còn riêng con này thì không. Và ok xong rồi. Nãy giờ mãi đánh nhau quá mình không để ý thành máu của nó luôn. Cái con cóc ấy thì ngay sau khi nó tự ăn một cục của chính nó cái là nó tự động bắn, kiểu nó ngừng bắn luôn, còn riêng con này thì không. Thành tích đã mở khóa, đác cái gì đấy chứ khá là nhỏ mình đọc không được. Mắt cận. Đã mở khóa thành tích, đác chium. Ok. Cảm ơn tinh linh. Ta đã được giải thoát khỏi sự gọi là ô uế corruption, tức là cái gì nhỉ? Ô uế của ta. Ô uế của chính ta. Giờ thì bóng tối sẽ gọi là đọng lại dưới này, dưới hang này. Chúng ta luôn cần ánh sáng để duy trì sự cân bằng và cái dòng ở dưới nó hơi nhanh mình đọc không kịp. Ok, đã tìm thấy một Wisp mới. Ice of the Forest. Vậy là bây giờ mới tìm được tổng cộng là 4. Còn duy nhất một mảnh linh hồn nữa. Nằm ở khu vực chỗ này. Khu vực cát này. Rất là xa. Cực kỳ xa. Xa dã man. Và ok, dưới này mình đã đi hết rồi. Đây là chỗ mấy biểu tượng con nhện đấy từ sau đây. Bấm ích nó chuyện với cả Mora. Con nhện này nó tên là Mora, ok. Không có thông tin gì quan trọng. Bấm ích để nói chuyện với cả Spiderling. Nói chuyện với cả con nhện con. Ở đây có kiểu chúng tôi ở đây rất là đông. Cơ mà mẹ nói rằng cô ấy không favorite ai hết. Tức là kiểu không... Cái gì nhỉ? Mình quên mất cái từ này gọi là cái từ gì. Favorite tức là kiểu thích một đứa nào đấy nhiều hơn những đứa con còn lại. Cái này gọi là cái gì? Thiên vị đôi mẹ không thiên vị ai hết.
Ok, cũng không có gì quá quan trọng. Thế thì chỗ này coi như xong. Còn một cục energy pháp mà ở đây nữa. Khiếp. Hờ, bây giờ lại phải tele về đây lấy cục energy pháp chỗ kia, đi đường rất là xa thực sự luôn ấy. Bây giờ mình không biết rằng mình đã đánh bại con nhện này rồi, và vừa xong con nhện kia nó cũng bảo rằng nó sẽ khôi phục lại cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối ở đây ấy. Thì mình không biết rằng giáp map nó rộng luôn, ngon. À, giáp map là sáng luôn, sáng trưng rồi này. Xong ít ra mày cũng có thể bảo cho cái đám đồng bọn của mày nó đừng tấn công tao được không? Khổ thế. Mà bây giờ mình không cần cái kỹ năng phát sáng này của mình nữa. Nhầm nút. Đây và đây. Úi giời, nổ. Quên mất. Và mình cũng quên luôn là mình đã gỡ cái kỹ năng này ra. Ok, cái kỹ năng đánh bật lại đạn này. Này 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 này. Mình không thể đánh bật lại vào chỗ con kia được, nó nằm ở một chỗ nó khá là hiểm hóc. Nhà mình có thể đánh bật sang đồng bọn nó ở phía bên kia. Đấy. Chết luôn. Bây giờ thì kỹ xác mày. Và tại sao lũ nhện bây giờ bọn nó đứng nâng cấp hết thành cái con dạng này rồi nhỉ? Thành cái lũ bắn đạn kiểu này này. Level up hết rồi. Ow. Đứng im. Hờ. Cái đạn này thì mình không thể phản lại được, nó khá là khó chịu. Ok. Chỗ này hình như trước đây mình đã từng đi xuống rồi. Hoặc là chưa. Ao gai. Ao gai. Gai. Một chạm là chết này. Từ từ. Energy phát nguồn ở trên chỗ kia. Con cá. Ok, vậy xong. Hết về chỗ này rồi. Giờ thì quay trở lại chỗ căn cứ của mình và đưa cho con chuột chũi kia cái hạt giống mình tìm được. Mình thực sự vẫn chưa biết đây là con chuột chũi hay là con gì, kiểu hamster hay là gì đấy. Khoan, đây là một ngôi nhà mới. Nhà Moki mới, tức là... À khoan, cái nhà này hình như trước đây mẹ từng vào rồi. Giáp mẹ từng vào trong này rồi. Bốn, 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 chín tiền. Five mode delay, ok, cái hạt giống này thì nó sẽ... Giờ đây, with the day growing dark scene the decay, ok. Khi mà ánh sáng, à, khi mà bóng tối đang càng ngày càng trỗi dậy kể từ ngày decay, thì mấy cái cây này, mấy cái light catcher này thì nó chính là mấy cái cây nó tỏa ra ánh sáng hồi nãy mới đang gặp ở dưới kia, ở dưới hang động. Ồ, không phải. Ok, nó là mấy cái này. Mình cứ tưởng nó là mấy cái cây nó phát sáng giống ở dưới kia cơ. Nghe tên nó khá là giống Light Decay mà phải không? Anh em Light Catcher. Bà khoan, không biết là con này nó có kỹ năng nào mới không? Có vẻ là nope, không có. Khi mình nâng lên cái này thì cái kỹ năng Drop Attack của mình nó sẽ tạo ra một luồng sóng Shockwave. Nearby enemy on fire. Mấy kỹ năng này thì mình thực sự không cần cho lắm.
Và con Moki này nó là một job hết. Đây là một con Moki mới. Ồ, chính là bạn. Bạn đã đưa cho tôi đống súp ở khu vực băng giá kia. Ok, đây chỉ là con Moki mà mình đã đưa cho nó con đống súp cay. Tôi nghe nói rằng bạn đã giúp rất là nhiều người khác nữa. Bạn đúng là một anh hùng. Và nó không cho mình cái gì hết. Bây giờ thì mình sẽ muốn chạy ra chỗ cái thanh niên bán hàng. Không phải thằng này. Chỗ thằng này cơ. Nope, không phải mua đồ. Mình muốn gọi là nâng cấp. Upgrade mình. Đầu tiên là mình sẽ muốn nâng cấp cái nào nhỉ? Magnet này của mình lên. Cái magnet này của mình ấy thì trước khi nâng cấp thì nó sẽ hút tất cả những item nó cách mình tầm khoảng nửa màn hình. Và khi mình nâng cấp lên thì nó sẽ hút ở bất cứ chỗ nào luôn, không phải nửa màn hình nữa. Hoặc cũng có thể không phải toàn màn hình mà là kiểu xa hơn thôi, tầm khoảng 3/4. Có lẽ là thế. Nâng cái này lên thì mình sẽ nhận được nhiều energy hơn. Nâng lên. Ok. Cái này thì cái Rex này nãy thì hiện tại mình gây thêm 15% và nhận thêm 15. Nâng lên thì gây thêm 25 và nhận thêm 25. Cũng khá ổn, cầm hiện tại thì mình thực sự không cần lắm. Ok. Bây giờ thì đi ra cái chỗ này và hoàn thành quest line của con Moki chỗ kia. Không hẳn hoàn thành mà là kiểu đưa cho con Moki chỗ kia nó sợi dây thì đúng hơn. Chỗ trên này. Ok, yep, nó chính là đứa cần sợi dây. Tôi có thể làm ra một cái lưới bằng sợi dây này. Tôi sẽ trả ơn cho cậu bằng cái này. Nó chính là Spyglass, tức là một ống kính, một cái thấu kính của bố tôi. Đừng lo, bây giờ ông ấy không còn cần đến nó nữa. Vẫn chưa xong quest line. Quest item Spyglass, ống nhòm. Vừa xong mình không gọi ông nó kiểu gắt mít. Vừa xong mình không gọi nó là ông nhòm, mình gọi nó là kiểu thấu kính. Chơi Liên Minh hơi nhiều. Bây giờ thì mình sẽ lại cần một đứa nào đấy, nó cần cái ống nhòm này. Không rõ đứa nào cần. Và xem OBS nó đang quay chưa. Ok, đang quay tốt. Và thôi, mình sẽ kết thúc tập này tại đây. Đây là tập 9 của Ori and the Will of the Wisps trên kênh Infinity Gaming. Mình hy vọng các bạn sẽ thích tập này. Mình thích hãy bấm like, share và subscribe. Chỉ sao các bạn biết uống nước ấy. À, ok. Mình hy vọng các bạn sẽ thích tập này. Nếu thích hãy bấm like, share và subscribe. Mình rất cảm kích về việc đó và hẹn gặp lại trong các tập lần sau. Goodbye.